các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa cứu sống bé trai 16 ngày tuổi mắc uốn ván sơ sinh nguy kịch. Bệnh nhi được sinh mổ đủ tháng ở Hậu Giang. Ở nhà, bé đã sốt cao 2 ngày, điều trị ngoại trú không giảm, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ trong tình trạng co gồng toàn thân khi đang sốt 39 độ, suy hô hấp nặng. Bé được chẩn đoán uốn ván rốn và được xử trí giúp thở bằng máy, an thần, giãn cơ liên tục, kháng sinh, hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chăm sóc rốn. Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng hô hấp được cải thiện. Và sau hơn 1 tháng 10 ngày điều trị, bé cải thiện gần như hoàn toàn, bú tốt và tăng cân đều đặn. Theo các bác sĩ khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, uốn ván sơ sinh hay còn gọi là uốn ván rốn là thể gây tử vong cao nhất trong các thể lâm sàng của bệnh uốn ván, thường gây biểu hiện toàn thân ở trẻ sơ sinh. Bác sĩ khuyến cáo nếu cha mẹ phát hiện trẻ có các biểu hiện trên nên đến ngay cơ sở chuyên môn để được khám và chẩn đoán, xử trí phù hợp, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.